Chào mừng đến với list sách kiến thức đa lĩnh vực. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn bạn tạo danh sách theo dõi công việc hàng ngày một cách tự động. Không chỉ giúp bạn theo dõi thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, bạn còn có thể theo dõi quãng thời gian nghỉ. Phương pháp này giúp bạn có thể đánh giá hiệu quả, mức độ tập trung trong công việc và học tập, từ đó cải thiện, nâng cao hiệu suất. Như bạn có thể thấy, khi mình nhập vào tên công việc, bảng tính sẽ tự động hiển thị ngày và thời gian bắt đầu. Khi tích vào hoàn thành nhiệm vụ, bảng tính sẽ tự động hiện thời gian kết thúc và thời lượng hoàn thành. Lưu ý rằng, đây là phương pháp theo dõi công việc hàng ngày. Để theo dõi dài hạn theo tuần hoặc tháng thì cần một sự thay đổi nhỏ. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ chèn checkbox. Để nhập ngày và thời gian bắt đầu một cách tự động, chúng ta sẽ sử dụng hàm now. Tuy nhiên, nếu chỉ đơn giản như vậy thì khi thời gian thay đổi, giá trị này cũng sẽ thay đổi theo. Chính vì vậy, ta cần làm như sau. Có thể thấy bảng tính trả về giá trị lỗi. Tại sao nhỉ? Tại vì ở đây đang xảy ra một vòng lặp bất thường. Để vòng lặp hoạt động được, ta cần làm như sau. Ở mục tính toán lặp lại, bạn bật nó lên. Sau đó lưu cài đặt. Chúng ta sẽ xóa tên công việc và nhập lại để ngày tháng hiển thị đúng. Như vậy giá trị đã không còn lỗi. Tương tự, chúng ta sẽ làm như vậy đối với thời gian bắt đầu công việc. Một số trường hợp, thời gian sẽ không giống với list sách hướng dẫn, bạn cần cài đặt lại định dạng thời gian như sau. Tiếp theo, sau khi hoàn thành một công việc, bạn sẽ phải tích vào checkbox. Thời gian kết thúc sẽ tự động cập nhật, chúng ta xử lý như sau. Đối với thời lượng, chúng ta sẽ dùng thời gian kết thúc trừ cho thời gian bắt đầu. Tuy nhiên, do tính chất của hàm now, chỉ thay đổi theo phút hoặc khi có sự thay đổi nội dung bảng tính. Vì vậy, để thời lượng ngay lập tức cập nhật, bạn cần thực hiện thêm một công thức ngoài luồng. Với thời gian nghỉ, chúng ta dùng thời gian bắt đầu của nhiệm vụ này, trừ thời gian kết thúc của nhiệm vụ trước đó. Như vậy là đã xong, chúng ta sẽ kéo công thức xuống dưới để áp dụng cho các hạng bên dưới. Vì là công thức ngoài luồng, chúng ta chỉnh màu để ẩn nó đi. Các bạn lưu ý giúp mình rằng để thấy được sự khác biệt về thời gian,
nên trong video mình có tua nhanh, vì vậy bạn sẽ thấy khác so với thời gian thực. Sau khi hoàn thành, chúng ta cần làm cho nó khác biệt so với những nhiệm vụ chưa hoàn thành bằng cách định dạng có điều kiện. Bạn làm như sau. Ở phần phạm vi áp dụng, bạn chọn hết các cột nằm trong bảng, rồi chọn định dạng theo sở thích. Ở đây bạn có thể chọn bất kỳ định dạng nào bạn muốn. Và như vậy, chúng ta đã hoàn thành bảng theo dõi công việc hàng ngày. Trong phần tiếp theo, Lý Sách sẽ hướng dẫn bạn dựa trên bảng theo dõi này để phân tích dữ liệu, vẽ biểu đồ để đánh giá hiệu quả thực hiện danh sách công việc mỗi ngày. Nếu có bất kỳ vướng mắc hoặc câu hỏi nào khác, đừng quên để lại bình luận bên dưới video, Lý Sách sẽ giải đáp sớm nhất có thể. Ngoài ra, Lý Sách cũng có đường link ở phần mô tả, bạn có thể tạo file này để sử dụng chỉ bằng với một click. Nếu thấy video này hữu ích, rất mong nhận được sự cổ vũ từ bạn bằng một nút like, share và đăng ký kênh để Lý Sách có thể chia sẻ nhiều kiến thức hữu ích khác trong tương lai bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.